Xin chào mọi người, thì hôm nay thì mình sẽ quay cái chỗ nuôi bò bò của mình cho mọi người xem nha. Thì mình có cho bò bò mình ăn dưa hấu nha các bạn. Thì các bạn thấy thì bò bò mình sinh trưởng khá là tốt. Thì bò bò thì nó rất thích ăn dưa hấu nha các bạn. Thì số lượng bò bò phát triển khá là đông. Thì các bạn thấy mà miếng dưa hấu mà trắng trắng á, đó là những con bo bo con nha, nó đang bám trên miếng dưa hấu nó ăn nha các bạn. Đó, quá trời bo bo con luôn, bo con nó bám trên miếng dưa hấu nó ăn nha các bạn. Thì miếng dưa hấu các bạn thấy có những cái trắng trắng á, đó là những con bo bo con nha, nó đang bám trên đó nó ăn á. Đó, số lượng quá khủng khiếp luôn, đó bo bo con á, nó bù trên những cái miếng dưa hấu nè.